Thì xin chào cả nhà nha. Thì đây là một cái clip cũ. Duy định là không có đăng lên bên YouTube này. Nhưng mà tại vì sắp tới Duy có một cuộc hành trình đi cũng xa cả nhà. Cũng đi lại ở Kon Tum này. Cho nên là Duy sẽ đăng lại cái clip này để chủ yếu là kỷ niệm cái cuộc hành trình đi Kon Tum này. Những người anh khác là đang đi leo lên đồi cùng với những người anh nổi tiếng ở trên Kon Tum này. Thì lúc này là sáng rồi, từ lúc mà 5 giờ chiều á, đi xe 16 chỗ cho tới thị trấn của Kon Tum luôn á là tới 5 giờ sáng đó nha. Tính đi là 12 tiếng, bắt tài chạy xuyên suốt 12 tiếng nó không có nghỉ luôn. Là tới Kon Tum là 5 giờ sáng, là tới sáng ra là lúc nãy là anh em có ngồi ăn ăn một tí rồi, rồi bây giờ cách này anh em mới lên tới đây. Cả nhà có thấy không, đây xung quanh toàn là cao su, lúc này là còn ở dưới cái chân chân núi thôi, đang leo lên. Sao nhưng mà thật sự là nó rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Cái khung cảnh như là để cho mình gác cu thôi đó nha. Nó rất là đẹp. Thì cái clip Di quay này là lần đầu tiên Di lên trên đây luôn. Di có đụng được hai kèo chim đấu. Nhưng mà không có dính đấy nha, tại vì một kèo đầu là gặp một con nó chỉ xuống nó đứng xa thôi, cho nên là cái kèo đó không dính, cho nên là Duy không có đăng cái clip. Tại vì mình đi đây là tới 3 ngày cả nhà, nếu mà quay không dính á, cái clip nó tầm khoảng 1 tiếng một hồ lận nhưng mà không dính, nên là Duy bắt buộc là Duy phải xóa để có thêm dung lượng để quay tiếp những cái video sau đó nha. Nhưng mà rốt cuộc là không có được dính chim luôn. Trước mặt của Duy là anh chính mình nè. Lúc này là Duy Minh Đa đang chở Duy. Cái nhà có thấy gì khác biệt không? Ở đây là tất cả anh em đều là đi một người một chiếc xe thôi. Chỉ có Duy và Duy Minh Đa đi hai người một chiếc thôi. Tại vì anh em leo đồi này á, nó thì cái nhà mà xe mà kiểu mà thường thường á là leo đồi này không nổi đâu. Mà cái này Di Honda hai người cũng bự con mà lên chiếc xe này nữa, leo lúc này còn đỡ, rồi tới đỉnh đồi á xe nó leo không nổi cả nhà, đạp số 1 số 2 mà nó cứ chạy không nổi luôn, là Di phải đi xuống xe đặng Di qua chiếc 16 chỗ, tại vì chiếc 16 chỗ đang chạy phía sau lưng của Di nè, cho nên là Di phải qua đó cho Di Honda leo lên núi một mình. Nhà thấy mặt trời đồ đẹp hết cả nhà, thấy mây luôn. Nhà thì cái lúc này là Di leo lên tới cái đỉnh đồi nè, Di đi xe 16 chỗ cho nên là lên tới trước Di Bên Ta. Khúc này là Di Bên Ta mới chạy tới sau nè. Những anh em leo lên tới đây đi lần đầu tiên nên chưa có quen không đó nha. Thấy cái mặt trời nó chiếu vào cái vách đá này nè, nó có màu cam đẹp lắm. Cái khung cảnh nó đẹp thì không biết diễn tả sao cho cả nhà biết ha. Vì chỉ quay chạy cho cả nhà xem vui thôi. Cả nhà từ trên mà nhòm xuống là leo từ dưới lên tới đây á, trên nhầm xuống là thấy mây nhóc luôn. Lúc này là anh Tuấn đang chuẩn bị quay cái con Leica nè,
Mấy cái con này gam xuống mấy cái dách đồi. Lúc này là anh em rất là háo hức luôn, háo hức được đi gài. Lúc này là gần tới cái bãi đắng này cả nhà. Bây giờ là chuẩn bị xe 16 chỗ xuống đặng qua bên mấy anh em này đi một người một chiếc nè, đặng qua là hai người đi một chiếc. Tới mà cái điểm nào mà có cua á, là anh em sẽ thẻ ra, những anh em ở trên trung tâm này là biết chỗ nào có cua rồi đó, là dẫn chia ra dẫn cho mình đi gác. Cái này là tới chiều rồi, chiều đi với anh Sơn. Như thấy cái khung cảnh này quá là đẹp luôn. Cái khung cảnh chỗ này là có bổi nữa. Là cái kèo này là chi dài cái kèo sau con bổi đấu nhưng mà nó không có sáp. Nên là cái này là cái vườn điều. Ở đây chủ yếu là điều, điều với cao su thôi nha. Cái lúc này là anh em đang tụ họp lại về lại Sài Gòn. Đây là cái cây cầu Bắc La cái nhà. Cây cầu Bắc La có một cái con sông nó chảy ngược. Tuy là đi khác ở lại không được lâu nhưng mà thật sự về lại là cái cảm giác khó là quên luôn đó nha. Thôi cái cầu để kỷ niệm đi, tạm dừng ở đây ha. Chúc cả nhà xem video luôn vui vẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Vô Duy nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.